Rồi, đầu cái video thì cho Tùng xin mến chào quý ông bà cô bác anh chị em gần xa nha. Chúc quý ông bà cô bác anh chị em gần xa luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Hôm nay thì Tùng tranh thủ cái con nước sáng cả nhà để đi bắt cua mò tôm. Thì lát nữa có cua có tôm gì đó thì Tùng mò xong rồi Tùng sẽ nướng ăn nha. Tại sáng sớm đi không có ăn sáng nên hay đói bụng cả nhà. Thì hôm nay Tùng sẽ đi bắt cua đi theo cái con vạch này nè cả nhà. Đó. Đi vào ngoài kia đi vô đây đó, Tùng đang ngồi ở cái điểm mới nha. Ở đây trong cái vừa khu ao đây có cái khe này, khe nước chảy này là chắc có tôm cả nha. Bây giờ Tùng sẽ ra ngoài kia đi vô đây thì Tùng quý mời quý ông bà cô bác đi theo Tùng trải nghiệm bắt cua mò tôm nha. Thì xem video thấy hay thì ủng hộ cho Tùng rồi, có dấu huynh đệ đi nữa nè cả nhà đó. Không biết dấu này dấu huynh đệ đi bắt con gì thì chưa biết nha. Rồi bây giờ thì đi thôi cả nhà. Sáng sớm Tùng xuống có hàng cua rồi cả nhà. Mồi ra tới đây thấy dấu trong kia đục mò. À, trong chổng đục mò. Móc coi. Ô đùng đùng đùng, cua cốm, cua cốm. Có lý á. Cua này làm hang trong lột đó cả nhà. Ý, cua hai da quá đã luôn. Con này cua cốm nha. Con này sắp lột cả nhà. Khá là im. Rồi có giống nhái nhảy nữa. Rồi tôi sẽ xé lạc chối cả nhà. Cái gì vậy ta? Sớm xuống được con cua cớm mà ngon rồi cả nhà. Con cua này cua hai da nha. Cua này ăn rất là ngon. Im coi. Hung dữ ghê. Dòng cua mà nó gần cốm nên hung dữ. Lơ mơ làm không lợi nó là nó bỏ càng. Khá im cái nhà. Mới mở hàng cái vạch này chắc chưa có huynh đệ đi nhiều nên có cua nè. Tùng sẽ chối xong rồi lặn theo con vạch này kiếm cua cả nhà. Hy vọng hôm nay thành quả có khá khá để quay cho cả nhà cùng xem nha. Rồi, một em đầu tiên. Khá im. Giờ nào, hồi nãy là ông kêu tôi hả? Ừ. Sao? Tưởng đâu kêu ai chứ. Đúng không? Xíu à. Đâu. Đừng. À, vậy mà đụng hay chứ. Hả? Bị đụng biết luôn hả? Không biết chuyên nghiệp mà không biết. Này bắt cua này chắc về bán cho người vui quá. Có lớn nhìn cái này. Cua. Cua. Cua cũng khá bự cái này. Cháy luôn.
tiếp tục. Nãy nó có con nha này cả nhà, tùng tướng có con nha không, đây là con cua nằm trong đây nha. Đó, cua cũng chậm cái này. Cái tùng mà chỉnh cái máy cao cao lên chút cái này. Thấy không luôn. Cái kho bắt cái này. Mỗi lần ngốc ngay rồi. Nó chả giờ được. Mà cái chú này độc thiệt. Không có chọt được cả nhà. Dạ không, lên không? Còn lên, lên. Lên cả nhà. Lên nha. Bố không ạ? Bố mày trốn ký kỹ không ạ? Trốn kỹ cũng bị bắt hà thôi. Đây. Đó. Cua tháng này là ba lớn vậy là lớn lắm rồi cả nhà, một lạng lạng rưỡi là kiếm dắt khó khăn rồi đó, không có cua bự đâu. Tháng này tại vì hết mùa cua rồi. Đây, để chặt cái này xem, này, cua ba lớn rồi, lạng lạng rưỡi, mà con cua tháng này nó chắc lắm nha, cua tháng này ăn là rất là ngon luôn. Đó, bây giờ Tùng sẽ là chối thằng sẽ đi tiếp cái này. Đây, lát nó có Tùng sẽ quay cho nhà xem nha. Sâu dữ ta. Cũng trọng rồi cả nhà. Cũng khá bự rồi nha. Đây nè, nhớ cái đây nè. Đây. Một em cũng khá bự nha. Ây da, kim lạc chói cái này. Thank you.
kiếm gì làm chối cả nhà. Cua nè. Cả nhà. Sáng giờ đi có được cái gì cả nhà. Cua. Rồi. Bữa nay thì Tùng đi bắt cua được nhiêu cua đây nè. Quá trời cua luôn. Cua nhỏ không à. Cỡ lạng lạng mấy gì đó. 6-7 con, 7-8 con gì nè. Cái được mới giọt nữa. Quá là đã luôn. Bây giờ thì Tùng sẽ đem cua về, còn những con dọp này Tùng sẽ nướng ăn nha. Đó gì hai mướn rồi nè. Mình đó đó. Nhật làm chứ cho mướn đâu. Cái làm đó giờ mà. Khu này làm được hai ao luôn. Này hả? Này mướn luôn cái gì? Thấy vét rồi. Làm được hết chứ đâu phải đây nhiều. Khi lấy tới dùng cái bên kia. Cái ông này nè, cái ông này với ông bên đó nuôi nuôi không khi nào là được đặc hảo. Không đây nữa nè. Đây đâu. Không được cái đợt nào. Từ đó giờ luôn á, thả xuống chừng tháng 2 rồi xong. Ở cái ao vậy mà thả minh mông cho đất mà khỏi có không xử lý, không cho ăn nữa, ăn men đút. Giờ như vậy xưa đâu mà nuôi lộ tự nhiên. Nói ổng thả xuống rồi không được bao lâu á. Đây, bây giờ mời cả nhà thưởng thức giọt nướng nha. Giọt con nào cũng lấy khổng lồ không, cành cành không. Đó. Bây giờ thì Tùng ăn một miếng và Tùng sẽ về cả nhà. Đói bụng dữ lắm rồi. Đi từ sáng sớm tới giờ. Này nướng nó có hơi có cho hơi đen. Đây, giờ mời cả nhà nha. Mời cả nhà thưởng thức dọc nướng. Cực kỳ ngon nha cả nhà. Đây nè. Nói chung da dọc tháng này thì nướng nó ăn mặn mặn ngon lắm cả nhà. Mời cả nhà nha, giọt bưng tán thằng luôn nè. Ngọt nước lắm nè cả nhà. Giống như muối mì nha cả nhà. Cực kỳ là ngon. Mời cả nhà nha, chán thiếu luôn. Mày mới đã nè nha.
chấm với muối mì nha. Đây, mì hảo hảo, muối mì hảo hảo rất ngon. Tôm cả nhà. Quá ngon. Mời cả nhà nha. Mình cả chín chưa? Trời ơi, mình cá nó thơm. Chín như thế này. Ôi, thịt nó nè cả nhà. Bóc khối luôn nè. Ngọt. Mình đi bắt lên nướng ăn tại chỗ vậy nè. Thơm mà nó ngon ngọt nha. Thịt rất là ngon nha. Mời cả nhà nha. Con này mới bự nè. Thôi nó đã rồi, con này nó bự. Tiền ngon luôn. Cái nhà thấy không? Một đống thịt luôn nè. Rất là ngon nha, chấm muối chanh. Để tụng khui cái con dập bự này như cái này. Con này là phải nó cắt xì nái luôn. Trời ơi. Đó. Tức nước nữa kìa. Quá đi. Quá ngon luôn anh đệ ơi. Ê, cả nhà thấy cái video này hay á, bắt nướng ăn sinh tồn hay á, thì cả nhà có ai giao lưu bình luận hay gì đó, để lại phần dưới phần bình luận thì Tùng sẽ hướng dẫn đi bắt hải sản này là nướng ăn nha. Con này là nướng ăn rất là ngon.
này chỗ của Tùng dùng nước lợ đó cả nhà, nên những con này ăn rất ngon nha, mời cả nhà nha. Quết nhắn mướt quá im, mời cả nhà. Bây giờ thì cho Tùng xin kết thúc cái video đây. Hẹn cả nhà cái video tiếp theo nha. Cả nhà xem video thấy hay thì ủng hộ cho Tùng. Cho Tùng xin một đăng ký để có một lượt tương tác cho cả nhà. Còn cả nhà nào muốn bình luận là đi giao lưu hay là đi bắt hải sản cua gì đó lên nướng ăn tại đồng thì để cái số điện thoại lại, Tùng sẽ liên lạc và đưa địa chỉ để cả nhà đến và giao lưu đi bắt nướng ăn nha. Còn bây giờ thì Tùng xin hẹn cả nhà clip tiếp theo nha.